Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video của Hà Nội 24 giờ. Đây là một cái vị trí rất đẹp để có thể bao quát được rất nhiều các cái cao ốc của Hà Nội. Tiếc là thời tiết mùa này nó hơi nhiều sương mù, nên là nếu có dịp thì mình nhất định sẽ ghi lại những hình ảnh này vào một cái ngày đẹp trời hơn. Và hôm nay ở góc quay này đã có thêm sự xuất hiện của một cái tổ hợp cao ốc mới chuẩn bị khánh thành. Đó là cụm cao ốc của dự án Vinhome West Point của tập đoàn Vingroup. Hiện tại thì tổ hợp này đang trong cái giai đoạn hoàn thiện gấp rút cái phần nội ngoại thất để chuẩn bị khánh thành. Và hôm nay thì Hà Nội 24 giờ xin được giới thiệu với các bạn cái tổ hợp cao ốc mới tinh này và các cái thông tin bên lề về cái khu đất vàng hiếm hoi còn sót lại ở cái khu vực này, nơi mà cách đây vài ba năm vẫn chỉ là một cái ruộng rau muống, còn cách đây cả chục năm thì nó thuộc về một cái siêu dự án còn cao hơn cả tòa tháp Keang Nam ở phía đằng sau kia. Nhìn chung thì khu vực quanh dự án này vẫn còn khá là thoáng chứ không chằng chịt các cái cao ốc lớn nhỏ như ở khu vực Thanh Xuân ở phía này. Dự án này tọa lạc ngay nút giao giữa đường Phạm Hùng và đường Đỗ Đức Dục, hai mặt tiền rất là đắc địa. Nó lại nằm sát Bảo tàng Hà Nội, cung triển lãm kiến trúc xây dựng quốc gia và khách sạn JW Marriott, nên là cái hướng nhìn về phía nam thì nó sẽ rất là thoáng trong một thời gian dài. Cụm dự án của West Point được xây dựng trên cái khu đất rộng gần 2,4 hectare với 3 tòa cao ốc là West 1, West 2 cao 39 tầng và West 3 cao 35 tầng. Với các cái loại hình như là căn hộ cao cấp này, căn hộ văn phòng và căn hộ thông tầng. Riêng hai tòa cao nhất thì có cái khối đế 4 tầng là cái trung tâm thương mại và nó có một cái bể bơi vô cực ở trên nóc tầng 4. Về tổng quan thì mình thấy kiến trúc rồi màu sơn của cụm West Point này nó khá tương đồng với cái những người anh em của nó ở ngay gần đây. Ví dụ như là Vinhome Skylake hay là các cái tòa tháp trong khu đô thị Vinhome Green Bay Mễ Trì, cách đó chỉ khoảng vài trăm mét thôi. Bên cạnh Vinhome West Point thì có một cái khu đất đang bỏ trống. Cái khu đất này thì hiện còn lại khoảng 4,2 hectare. Trước đây cả Vinhome West Point và cái khu đất trống này thuộc về một cái siêu dự án khách sạn hơn 100 tầng. Nó có tên là Lotus. Nó còn cao hơn cả Keang Nam Landmark 72 ở phía đằng kia. Dự án này thì do một công ty Nhật Bản đầu tư. Tuy nhiên thì dự án này đã không thành và cái khu đất sau đó được giao và sang nhượng cho nhiều những cái đơn vị khác nhau. Và hiện tại thì một phần khu đất đang được thực hiện cái dự án Vinhome West Point như các bạn thấy. Còn cái phần đất 4,2 hectare thì vừa được mua lại bởi tập đoàn Kinh Bắc với cái giá khoảng gần 2.000 tỷ đồng. Khi mà trước đó 2 năm thì chính họ đã chuyển nhượng cái khu đất này cho một cái công ty khác. Hiện tại khu đất trống này thì vẫn mang tên cái dự án siêu tháp Diamond Rye Flower với cái thiết kế theo hình hai bông lúa như thế này. Không biết là tập đoàn Kinh Bắc có tiếp tục theo đuổi cái dự án này hay không nữa, nhưng mà rõ ràng cái khu đất này nó đang ngày càng có giá. Bởi vì những cái khu đất vàng ở Hà Nội như thế này hiện không còn nhiều đâu các bạn. Như vậy cách đây cả chục năm đã có hai cái dự án tháp cao hơn 100 tầng ở Hà Nội. Đấy là tòa tháp Lotus ở Phạm Hùng và tòa tháp PVN trên đường Lê Quang Đạo, nó đã không trở thành hiện thực. Thế nên là hai tòa tháp của Hàn Quốc hiện tại vẫn chiếm trệ giữ cái vị thế là tháp cao nhất Hà Nội cho đến tận bây giờ. Hiện tại thì Vinhome West Point gần như là cái dự án trên đất vàng cuối cùng của Vingroup ở cái khu vực phía tây nội đô Hà Nội lúc này. Chúng ta có thể thấy là hầu hết các cái dự án mà Vingroup thâu tóm được trong nội đô Hà Nội đều là các cái khu đất có cái vị trí vàng và cả vị trí kim cương, đắc địa như là Metropolis chẳng hạn.
Và sắp tới thì có thể Vingroup sẽ triển khai tiếp cái dự án Vinhome Ca Sa Lá ở trên trục đường Nguyễn Trãi, hoặc là Vinhome Giảng Võ, nó nằm ngay ở nút giao đắc địa là Giảng Võ và Ngọc Khánh. Điểm trừ của Vinhome Westpoint có lẽ là nó thiếu một số các cái tiện ích ngoại khu như ở các cái dự án đất vàng khác. Tuy nhiên thì họ luôn tự tin với cái hệ sinh thái các cái tiện ích nội khu đẳng cấp của mình. Khu vực này sẽ sớm nhộn nhịp và lung linh vào tháng 4 này, khi mà các cái tòa căn hộ được bàn giao cho cư dân về ở. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu thấy hữu ích, nhớ bấm đăng ký kênh để luôn được cập nhật những video mới nhất của Hà Nội 24 giờ. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các video tiếp theo. Xin chào.